Xin chào quý khán thính giả đang nghe truyện trên kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp của Trần Dân trên YouTube. Hôm nay Hoàng Vinh xin gửi đến các bạn tập 47 bộ truyện Trọng luyện Cửu Thiên, tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ, nguồn truyện tiên dược.com, người dịch Alo 1231. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 359: Hào hứng. Trước kia thôn trưởng đã nói qua, gan lớn bao nhiêu liền có chỗ tốt bấy nhiêu, trong tôn phủ không dễ lăn lộn, nhưng mà chỗ tốt nhất định cũng có nhiều nếu không thì làm sao có thể lấy được những chỗ tốt kia chứ nghe lời nói này bà thạch trưởng lão cùng với liễu chân trưởng lão càng thêm bất đắc dĩ chỉ coi đó là lời nói của trẻ con tôn phủ đương nhiên là có rất nhiều chỗ tốt bằng không thì cũng không có nhiều tu sĩ bắt giật lấy việc tiến vào tôn phủ làm vinh quang như vậy nhưng mà người thật sự cảm thấy mình còn tuổi nhỏ liền đã vô địch thiên hạ đi đến chỗ nào cũng đều có thể dớt hết chỗ tốt vào trong tay của mình. Nhưng mà theo bản năng, bọn hắn cũng không nói ra được lời này. Thứ nhất là người tu hành nghịch thiên mà đi, nên khó mà tiến, bọn hắn lo lắng cho phương quý là có thể. Nhưng mà nếu trực tiếp nói cho phương quý biết, có địa phương hung hiểm liền nhất định phải tránh ra thật xa, lại không phải là thái độ của người tu hành nên có. Thứ hai là trong mắt của người tu hành bình thường tiến vào tôn phủ vốn chính là sự tình một bước lên trời nếu như phương quý cho rằng đi đến tôn phủ là chuyện tốt bọn hắn lại khuyên bảo liền sẽ rất khó coi dù sao thì sau khi đến tôn phủ điều đó là tốt hay xấu đó là dựa vào bản sự và trí tuệ của bản thân nếu như phương quý hiểu bọn hắn có thể khuyên nhưng mà nếu như phương quý không hiểu bọn hắn khuyên ngược lại không ổn bởi vậy vào lúc phương quý nói đến chỗ này liền ngay cả đám người tông chủ thái bà tông mạc cửu ca quả hầu quân ở bên cạnh đều lập tức trở nên trầm mặc. Có người giống như có điều suy nghĩ, có người cúi đầu không nói, cũng không biết là bọn hắn đang nghĩ thứ gì ở trong lòng. Mà mấu chốt nhất là phương quý quan sát khuôn mặt của mỗi người một chút, biết quả hầu đã không sai biệt lắm, bỗng nhiên ưỡn ngực một cái, nghiêm mặt nói, tuổi tác của ta tuy là nhỏ, nhưng mà cũng biết đạo lý chính mình gây ra quả, thì mình phải gánh chịu thôi, xú bà nương tôn phủ kia là do ta đã thương nếu như nàng muốn tìm ta báo thù vậy ta liền tới tôn phủ đánh với nàng ta một trận sẽ không có đạo lý chạy trốn để cho tiên môn cổng thai cho nên các ngài đều không cần phải lo lắng cũng không cần phải cãi nhau tôn phủ muốn ta đi đến vậy ta liền đi đến có cái gì ghê gớm chứ không đi còn tưởng rằng ta sợ nàng sao vào lúc thốt ra lời này dường như là ánh sáng trên người cũng đều sáng hơn mấy phần lòng ngực ưỡn ra cao hơn. Mà bên cạnh của hắn, hai người bà thạch trưởng lão, liễu chân trưởng lão sắc mặt lập tức đại biến. Dù thức đứng ngay ngắn, trong ánh mắt nhìn phương quý càng phức tạp không gì sánh được. Phản phất như là lần thứ nhất nhìn thấy cái tên tiểu quỷ này vậy. Mà tông chủ Thái Bà Tông thì chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào trên người của phương quý, hắn thật lâu không nói gì, nhưng có vẻ ngưng trọng trên mặt lại là trước đây chưa từng có liền ngay cả quả hầu quân trưởng lão vào lúc này cũng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Trên mặt dường như nhiều hơn một tia xấu hổ. Ngược lại chỉ có mặt của ca, trên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Quý bỗng nhiên giống như là nổi lên một chút hào hứng. Phương Quý ửng lòng ngực nửa ngày, thấy không có ai nói chuyện, lập tức có một chút không được tự nhiên. Dũng trộm nhìn phản ứng của mọi người một chút, trong lòng không khỏi âm thầm bột chột. Lời này của ta nói ra quả hậu còn chưa tốt sao chứ trong lòng có một chút tâm thần bất định lại có một chút chờ mong không biết là tông chủ có thể cho ta nhiều đồ tốt hơn hay không vậy người có tham vọng là tốt tông chủ thái bà tông trầm mặt thật lâu mới chậm rãi mở miệng thần sắc có một chút vui mừng càng nhiều hơn là ngưng trọng thở dài nói bất quả trách nhiệm của tiên môn còn chưa tới thời điểm ngươi gánh lúc trước tiếng và bỉ cảnh là do ta an bài ngươi đi vào đạo lý ăn cơm làm việc cũng là do tiên môn dạy cho ngươi cho nên nếu có tai họa tiên môn hẳn sẽ che chở cho ngươi không cần ngươi phải cân nhắc những điều này nhưng dù sao á vừa nói chuyện hắn đã từ từ đứng lên nhìn sang mạc cửu ca một chút ở giữa hai sư huynh đệ dường như dùng mắt trao đổi một chút gì đó sau đó hắn lạnh nhạt nói tôn phủ cho dù có quyền thế ngút trời cũng chưa chắc đã thật sự có thể diệt được thái bạch tông hỏng quả nhiên là quá mức phương quý thấy phản ứng của tông chủ thầm nghĩ không ổn vội nói nói là nói vậy bất quá ta thật sự muốn đi đến tôn phủ mà hắn tiến lên phía trước mấy bước đè lại hai tay của tông chủ thân sắc có vẻ hơi nghiêm túc cũng lộ ra dáng vẻ dạ rất thành khẩn nghiêm túc nói tông chủ nếu như ngài thật sự băn khoăn liền cho thêm mấy món bảo bối phòng thân là được rồi hắn thế mà thật sự muốn đi đến tôn phủ sao? Thấy thái độ của phương quý cũng khiến cho tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão đều có một chút chần chờ. Bất luận lý do đi đến tôn phủ của phương quý có đáng tin cậy hay không, nhưng mà chuyện hắn muốn đến tôn phủ thật là không phải là giả dờ. Nhìn qua khuôn mặt nhỏ nghiêm túc và bộ dáng kích động của hắn, tông chủ cùng với mấy vị trưởng lão nhất thời đều có một chút chần chờ. Thật lâu không có người mở miệng nói chuyện nữa tông chủ có lẽ là đã buồn lo vô cớ tôn phủ vốn là một địa phương có nội tình vô tận tôn quý vô sông người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng trong tiên môn cũng có không ít người vót đến nhọn cả đầu muốn tiến vào tôn phủ đứa nhỏ này muốn đi đến tôn phủ đó cũng là chuyện có thể lý giải người có chí riêng đến lúc này tông chủ còn muốn mạnh mẽ đưa hắn đi đông thổ sao quỷ cái chuyện tốt của người ta sao Quả hậu quân trưởng lão là người đầu tiên có phản ứng, cười nhạt hai tiếng, nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bà Tông. Những lời này lập tức khiến cho bà Thạch trưởng lão cùng với Liễu chân trưởng lão đều biến quá sắc mặt. Bởi vì bọn họ cũng biết những gì mà quả hậu quân nói, nhưng mà thật ra là chuyện bình thường ở trong tiên môn. Bây giờ đã sớm không phải là thời điểm con cái chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo ở thời thượng cổ kia, đệ tử của tiên tư hơn người, đều muốn một bước lên trời vì cầu tương lai tốt hơn dứt bỏ tiên môn đầu nhập vào tôn phủ chẳng lẽ sẽ thiếu sao tiên môn lo lắng phương quý đi đến tôn phủ sẽ nhận phải áp chế tiên lộ khó đi nhưng mà nếu như chính phương quý ngược lại hâm mộ tôn phủ cao cao tài thượng một lòng muốn trèo lên cành cao mà nói như vậy thái bạch tông cưỡng ép giữ hắn lại còn không phải là một chuyện cười lớn sao xa không nói chỉ nói chỗ gần Mười năm trước, vị nữ đệ tử Thái Bà Tông họ quách kia được gọi vào tôn phủ. Vào lúc đó được Thái Bà Tông sủng ái, được mọi người coi là đệ tử chân truyền Thái Bà Tông đời sau để bồi dưỡng. Vào trước khi đến tôn phủ, cũng là ngàn không bỏ, dạng không muốn, kết quả về sau vừa đi đến tôn phủ. Trong 10 năm nay rồi, không có một lần trở lại núi. Ai biết bây giờ nàng có còn nhận sư môn Thái Bạch Tông này hay không nữa? chương 360 Náo nhiệt Lời nói của quả hậu quân rất khó nghe Nhưng mà từ một trình độ nào đó Vừa lúc đánh trúng chỗ yếu hại của tông chủ Thái Bạch Tông Thái Bạch Tông có lẽ là một trong số ít tiên môn tại An Châu Đã sớm nhìn thấu một số việc của tôn phủ Nhưng đại bộ phận đệ tử lại không nghĩ vậy Bọn hắn đã sớm thành thói quen với tôn phủ cao cao tại thượng Cũng thấy thân phận khác biệt Ở giữa người tiên môn cùng với tôn phủ không biết là trong mắt của bao nhiêu người có thể tiến vào tôn phủ hiệu lực. Thật ra là một kiện sự tình có thể quan tâm chịu tổ, nằm mơ cũng nhớ lấy việc này. Đó có lẽ là lời nói thật. Tông chủ Thái Bà Tông nghe thấy lời này lập tức trở nên trầm mặt. Thật lâu không trả lời lời nói của quả hậu quân. Ngược lại kiếm ảnh mặt cửu ca kia vào lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua quả hậu quân cười nói. Quả hậu quân trưởng lão đã bước vào cảnh giới nguyên anh rồi sao quả hậu quân cảm thấy nào nào có một chút không vui nguyên anh hoàn toàn khác biệt cùng với kim đan chính mình nếu như thành tựu nguyên anh ngươi sẽ không nhìn ra sao vấn đề này theo hắn thấy chính là trêu chọc cũng điều chẳng muốn trả lời mà cửu ca không cần hắn trả lời chỉ là cười nói nếu như ngươi chưa bước vào nguyên anh nơi này lại làm sao có phần ngươi nói chuyện chứ ngươi quả hầu quân lập tức giận tím mặt hung hăng nhìn mạc cửu ca một chút rốt cục vẫn không hề nói ra lời gì mà là phật tạo một cái nổi giận đùng đùng đi ra ngoài đại điện bà thạch trưởng lão cùng với liễu chân trưởng lão quay đầu nhìn nhau đều có một chút xấu hổ đối mặt với đại tu sĩ nửa bước nguyên anh hết sức nguyên trọng như quả hầu quân giảm chế nhạo hắn một cách không lưu tình như vậy đại khái cũng chỉ có vị phía sau núi này thôi Tính tình của hắn vốn là như vậy, ngươi cần gì phải nói những lời này? Tông chủ Thái Bà Tông đến lúc này nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nhìn mặt cửu ca nói. Hắn đã nói ra lời như vậy, đã nói hắn chính là người như vậy, nếu lòng không có ở Thái Bạch Tông, giữ hắn lại chỗ này có ích lợi gì chứ? Mạc Cửu Ca quệ quại nói, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, sau đó mới lại nói với Tông Chủ Thái Bạch Tông. Không phải là người Thái Bạch Tông ở lại Thái Bạch Tông cũng chỉ là một cuộc mua bán mà thôi. Nếu là người Thái Bạch Tông, Hà Tất sợ hắn đi. Đến lúc nói xong, thân hình của hắn đã từ từ mơ hồ, quá thành kiếm đạo, tiêu tán ở trong hư không. Trong đạo đức điện, nhất thời chỉ còn lại bốn người, Tông Chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch Trưởng Lão, Liễu chân Trưởng Lão, Phương Quý. Bầu không khí lộ ra vẻ ngột ngạt mà kiềm chế tông chủ thái bà tông giống như nghĩ đến lời nói của mạc cửu ca một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu sau đó quay đầu nhìn sang hướng phương quý nói tuổi ta của ngươi không lớn lại là người có chủ ý ta chỉ hỏi ngươi ngươi là thật sự muốn đi đến tôn phủ à phương quý vội vàng gật đầu nói đương nhiên là thật rối tông chủ thái bà tông nhẹ gật đầu lại hỏi ngươi cũng biết sau khi đến tôn phủ có một số việc không giống như là ngươi nghĩ Phương Quý nở nụ cười nói Nghe các ngài nói nửa ngày nay rồi Không biết cũng phải biết thôi Vậy ngươi còn muốn đi sao Tông chủ Thái Bà Tông thở dài So sánh với nhau Đông thổ vẫn ổn thỏa hơn một chút đấy Đông thổ cùng với tôn phủ Đều có tài nguyên tiên đạo Phương quý không nhìn được ngẩng đầu lên nói Nhưng mà tôn phủ gần nhà hơn Tông chủ Thái Bà Tông Cảm thấy nào nào Trên mặt ngược lại xuất hiện một nụ cười phức tạp giống như là có một chút bất đắc dĩ cũng giống như là có một chút vui mừng từ từ nét mặt hoắn trở nên hòa quản nhẹ nhàng dỗ dỗ dai của phương quý nói tốt trở về thăm nhà nhiều hơn một chút thế là một kiện đại phiền toái đột nhiên xuất hiện cũng liền bỗng nhiên biến mất phương quý vừa nghĩ tới việc mình có thể đi đến tôn phủ tranh giành tài nguyên tiên đạo rất là vui vẻ mà đối với mấy vị trưởng lão thái bà tông mà nói nhìn thấy không cần phải chống lại ý chỉ của tôn phủ cũng đều dụng trộm nhẹ nhàng thở ra rất nhanh trên dưới thái bà tông to như vậy liền nhất thời trở nên náo nhiệt đại bộ phận đệ tử của thái bà tông vào sau khi nghe được vị thần sứ tôn phủ kia tuyên chiếu liền cảm thấy kích động không thôi chỉ là mấy vị trưởng lão cùng với tông chủ đều không có lộ diện nhưng mà lại làm cho bọn họ cảm thấy bầu không khí có một chút kiềm chế cũng không tiện trắng trợn thảo luận cho tới hôm nay, bạch thạch trưởng lão bỗng nhiên hiện thân tuyên bố rằng ba ngày sau liền muốn đưa phương quý tiến về tôn phủ. lập tức chứng thực cái tin tức này mới khiến cho bọn hắn yên tâm, cao hứng bừng bừng nghị luận. đây chính là thái bạch tông của chúng ta trong vòng 10 năm người thứ hai được tiến vào tôn phủ. có hai vị kỳ tài này ở trong tôn phủ, nhìn thử về sau ai dám không thừa nhận địa vị đại tông đệ nhất tại sở quốc của thái bạch tông chứ? Đừng nói là sợ quốc, phóng nhãn ra toàn bộ An Châu chỉ sợ là siêu quần bạc tuỷ chứ. Thấy là phen náo nhiệt này dâng lên, có người chạy đi khắp nơi bẩm báo, truyền lại tin tức tốt đẹp này. Có người chuẩn bị hậu lễ tiến đến nơi ở của phương quý bái phỏng, thừa dịp vị dị mầm tiên này còn ở thái bạch tranh thủ thời gian đánh một chút quan hệ có người thì giúp đỡ bạch thạch trưởng lão đi đến tiên tàng điện lấy đủ loại dị bảo linh đan bảo dược đóng gói bỏ lên xe chuẩn bị cho phương quý mang đến tôn phủ đánh quan hệ còn có người dựng tiên đài tại tiên môn thu thập linh trân bảo nhưỡng chuẩn bị tiên yến chắc hẳn sau khi tin tức của phương quý tiến vào tôn phủ truyền ra sứ giả của các tiên môn to to nhỏ nhỏ ở sở quốc sẽ lập tức đến ăn mừng mà vào thời điểm thái bà tông náo nhiệt một mảnh trong sợ quốc ở phía bắc ma sơn ở trên một ngọn núi quan không biết tên nào đó có khoảng cách với thái bạch tông không xa đang có thân hình của mấy vị đại tu sĩ cuốn ở trong mây ở phía xa xa nhìn về phía thái bạch tông ánh mắt ngưng trọng mà lạnh lùng những người này không phải là ai khác chính là tông chủ của ba tông quả vân hàng sơn quyết nguyệt bọn hắn sau khi biết được sự tình thần sứ tôn phủ tuyên chiếu liền đã tụ tập cùng với nhau phản phất như lo âu cái gì đó cũng không biết nhìn về phương hướng thái bạch tông bao lâu tông chủ khuyết nguyệt tông liền không nhìn được hỏi các ngươi cảm thấy lần này cái lão thái bạch sẽ làm như thế nào nghe lời này hai vị tông chủ hàn sơn cùng với quả dân đều cười một tiếng mất tự nhiên tông chủ hàn sơn tông thản nhiên nói nếu là tiểu tiên môn khác biết được đệ tử nhà của mình được gọi vào tôn phủ chỉ sợ là thật sự coi như là một kiện đại hảo sự quan tông diệu tổ rồi thế nhưng mà thái bạch tông dù sao cũng là thái bạch tông đôi sư huynh đệ kia vốn là cuồng vọng như vậy trước đó bị tôn phủ lấy đi một người rồi liền một mực canh cánh ở trong lòng cho tới hôm nay trong lòng cũng còn có quán khí mà bây giờ một tờ tuyên chiếu của tôn phủ liền muốn lấy đi vị đệ tử thứ hai của bọn hắn ta cũng muốn biết bọn hắn đến tột cùng sẽ làm ra cái dạng phản ứng gì nữa chương 361 tặng lễ Ý chỉ tôn phủ tại Bắc Dực chính là thánh chỉ Thái Bạch Tông thật sự dám kháng lệnh hay sao chứ Quả dân lão tổ lộ ra sắc mặt âm trầm nhìn sang bốn phía thấp giọng nói vào lúc ở trong bí cảnh, lời nói kia của tông chủ Thái Bạch Tông thật đúng là lá gan to bằng trời. Nhưng mà lão phu niệm tình hắn có cốt khí cũng sẽ không nói ra ngoài. Chắc hẳn là các ngươi cũng đều nghĩ như thế mà. Nhưng mà nếu như Thái Bạch Tông bây giờ thật sự có can đảm công khai chống lại ý chỉ của Tôn Phủ, năm đại tiên môn sở quốc của chúng ta coi như sẽ rất náo nhiệt đây Nghe lời hắn nói, Tông Chủ Khuyết Nguyệt Tông cùng với Tông Chủ Hàng Sơn Tông đều trở nên trầm mặt. Ở sâu trong mắt của bọn hắn cũng đều có một chút quan mang lưu động. Lời của quả nhân lão tổ giống như là lời nói ra tiếng lòng của bọn hắn, bọn hắn tụ tập với nhau đều là dịp cái mục đích này lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông ở bên ngoài bí cảnh thật sự quá mức làm cho người ta kinh ngạc mà ảnh hưởng rất lớn đối với bọn hắn nhưng mà bọn hắn cũng không có khả năng cũng không dám ở trong một thời gian ngắn liền làm ra phản ứng đối với lời nói này nhưng mà trong lòng dù sao cũng vẫn là gieo một viên hạt giống cho nên bọn hắn mới vừa nghe thấy tin tức này liền lập tức chạy tới thật sự lo lắng Thái Bạch Tông sẽ làm ra sự tình quá giới hạn nếu như Tông chủ khuyết nguyệt tông trầm mặt một hồi mới nói Lão Thái Bạch thật sự muốn chống lại ý chỉ của tôn phủ Muốn âm thầm đưa tiễn đệ tử của hắn Hoặc là lại nghĩ đến các biện pháp cổ quái kỳ lạ khác Vậy thì chúng ta nên giúp hắn một chút hay là sớm ra tay Lời này vừa được hỏi ra Ở giữa ba người lại là một mảnh trầm mặt Theo lý thuyết vấn đề này không cần phải suy tính Ba tông của bọn hắn còn thêm cả linh lung tông mỗi một tông đều hận thấu xương đối với tông chủ Thái Bạch Tông. Bình thường không có chuyện gì còn muốn suy nghĩ làm sao để mà diệt Thái Bạch Tông. Huống chi bây giờ còn là do Thái Bạch Tông gây ra đại họa. Càng quan trọng hơn nếu như xuất thủ đối phó với Thái Bạch Tông, nhất định sẽ được sự tán thưởng của Tôn Phủ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ba đại tông chủ lần này đều không có dội dã nói ra đáp án này. Nhìn kỹ đi rồi hắn nói kìa. Qua thật lâu, tông chủ Hàng Sơn Tông mới nhàn nhạt trả lời vấn đề này. Sau đó, bọn hắn cũng không chờ quá lâu, bỗng nhiên từ trong hư không nơi xa có ba đạo linh quang dội vã đụng tới. Ba người bọn hắn, mỗi người đều đưa tay ra, tiếp nhận một đạo linh quang. Sau đó liền thấy được tin tức ở trong linh quang. Thái Bạch Tông đã phát thiếp mời, mời sứ giả của các đại tiên môn sở quốc tiến về Thái Bạch dự tiệc, ăn mừng Thái Bạch Tông có một vị đệ tử cá chép quá rộng đạt được sự thưởng thức của tôn phủ. Đưa tay bóp nát linh hoàng, ba vị tôn phủ đều trở nên trầm mặt, sắc mặt, không rõ, nhẹ nhõm hay là thất lạc nữa. Sau một hồi lâu, quả dân lão tổ bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nói. Quả nhiên, cuối cùng vẫn không có ai có la gan phản kháng tôn phủ cả. Chúc mừng phương quý sư huynh, chúc mừng phương quý. Sau khi tiến vào tôn phủ, một bước lên trời kính phương quý tiểu sư huynh một chén rượu nguyện chúc cho phương quý tiểu sư huynh có tương lai từ sáng chớ quên đồng môn hôm nay nha sự hâm mộ của đám đệ tử thái bà tông là chân thật vào thời điểm từng đợt từng đợt đến kính rượu phương quý sự kích động cũng là chân thật suy nghĩ của bọn hắn không giống với mấy người tông chủ thái bà tông theo cách nghĩ của bọn hắn được gọi vào tôn phủ vốn chính là sự tình đáng giá để mà vui vẻ mà về sau phương quý tiến vào tôn phủ cũng lắc mình biến quá từ đây không còn là đệ tử tiên môn phổ thông giống như bọn hắn cho dù chỉ là tiến vào tôn phủ làm một vị ngân giáp nho nhỏ về mặt thân phận cũng mạnh hơn so với các trưởng lão những tiểu tiên môn này thậm chí ở trong mắt của một số người ngân giáp tôn phủ nho nhỏ có lẽ cũng đều mạnh hơn so với tông chủ tiên môn đi trên lãnh địa bắc dực nói rằng mình là người của tôn phủ phần quy phong cùng với tôn dinh kia như thế nào mà tông chủ một tiên môn nho nhỏ có thể sánh được. Cho nên Thái Bạch Tông ở trong mấy ngày này thật đúng là cực kỳ não nhiệt. Bốn đại tiên môn sở quốc cũng đều phái sứ giả tới dâng lên hạ lễ. Ba Tông, Quyết Nguyệt, Quả Dân, Hàng Sơn cũng là tông chủ đích thân đến. Về phần những tiểu tiên môn kia tự nhiên cũng không dám rớt lại phía sau nhào nhào bưng ra từng kiện chí bảo tiên môn bình thường không nợ sử dụng đưa đến cho thái bà tông dệt qua trên gấm nghe tiểu mập mạp áo lam kể lại hạ lễ mà các tông chủ đưa tới đã chất thành núi bên đông sơn rồi mà đại yến trong thái bà tông không ngừng ở chỗ của phương quý cũng là tiểu yến không ngừng nếu đã quyết định muốn đưa hắn tiến vào tôn phủ tự nhiên sẽ không thể nhốt hắn ở trong tư quá nhai cho nên đã để cho hắn trở về trong động phủ tại thanh khê cốc trước đó mà theo tin tức hắn muốn tiến vào tôn phủ được truyền ra thanh khê cốc liền lập tức trở nên náo nhiệt đệ tử chư sơn chư phong đều đến tặng lễ mở tiệc chiêu đại lôi kéo làm quen lấy lòng hàn quyền nối liền không dứt người đến liền chưa từng đứt đoạn về phần của vương quý thì sao ai đến cũng không có cự tuyệt ta Tà ta xin tạ ơn hảo ý của chư vị sư huynh đệ yên tâm yên tâm đi tâm ý của các ngươi ta đều ghi tạc ở trong lòng ví dụ như người nào kia thanh liên bảo y hắn tặng cũng rất là không tệ còn có người nào kia thất tinh hợp khí đan hắn tặng ta ta cũng rất hài lòng còn có người nào người tặng lễ ở bên cạnh nghe được đều choáng váng thì ra ngươi chỉ nhớ đồ vật tặng thôi sao Lúc này phương quý thật đúng là một chút không nhìn rõ người Bây giờ trước động phủ của hắn Hạ lễ cũng đã chất thành núi Ô sơn cốc, hồng diệp cốc, thanh khê cốc Lại thêm những tứ phong ngũ cốc luyện đan Chú khí, chế phù tí thú, tham trận kia Các loài đệ tử trưởng lão chấp sự Trước trước sao sao Hạ lễ tặng tới đơn giản Khiến cho phương quý không kịp nhìn Làm gì mà có công phu nhớ tới ai tặng chứ ngay từ đầu, Phương Quý chỉ kéo A Khổ Sư Huynh tới hỗ trợ nhập kho, về sau phát hiện ra quá nhiều. Thu thập cũng đều thu thập không hết, thế là cũng gọi mấy người, Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Lâm Tước, Trương Vô Thường cũng bị kéo qua làm lao động, thống nhất phân loại, đồ tốt liền lưu lại, không tốt liền trực tiếp để cho tiểu mập ao làm xử lý, quay đầu đổi thành linh thạch, sau đó hắn sẽ mang theo tất cả. Mà chính hắn thì trực tiếp thiết hạ Lưu Thủy Yến Ai đến tặng lễ đều mời người ta ngồi xuống uống rượu Sau khi uống rượu xong liền cười hì hì tiễn người ta đi Không có cách nào Người tặng lễ phía sau còn có rất nhiều Những vật này của ngươi cũng không thể một mực chiếm chỗ được Chương 362 hung Thú Hơ, quả thật là tiểu nhân đắc chí rồi thấy đám người tấp nập lui tới khiến cho thanh khê cốc thanh u an tĩnh trong ngày thường biến thành một cái chợ bán thức ăn trong một góc xa xa khác đệ tử chân truyền thanh khê cốc lý hoàng chân đã tràn đầy ghen tức phát ra âm thanh lạnh lùng nói người khác không biết ta còn không biết sao hắn đã thương quyết mạch tôn phủ chuyến đi này không biết là tốt hay là xấu đâu hiện tại vui vẻ như vậy nói không chừng ngay cả đầu cũng đều sắp không giữ được rồi ở bên cạnh hắn có mấy vị đệ tử run run rẩy rẩy trước kia là tâm phúc của hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới trúc cờ nghe được lời nói không dễ nghe của lý hoàng chân lo lắng bị phương quý nghe được từng người bị hù cho run rẩy nhỏ giọng hỏi vậy cái phần hạ lễ của sư huynh chuẩn bị này đến tột cùng là có muốn đưa qua hay không vậy đưa đương nhiên là phải đưa rồi lý hoàng chân hư lạnh một tiếng tràn đầy vẻ không vui tức giận nói hắn đã là người có tôn phủ dạng nhất đi đến tôn phủ không có bị người giết chết ngược lại còn đứng vững vàng bước chân vậy nếu vào thời điểm này không cặn lễ hắn trở về chẳng phải sẽ gây phiền phức cho ta sao ôm cái ý tưởng này còn có đám người lữ phi nham hồng diệp cốc phàm là người trước kia đã từng có mâu thuẫn với phương quý lúc này cũng đều tranh thủ thời gian luống cuốn tay chân để mà chuẩn bị hạ lễ cho dù là chính mình không dám lộ diện cũng phải tìm người hỗ trợ đưa qua, không phải là vì cái gì khác, chỉ lo lắng tên này sau khi mà trèo lên cành cây cao trở về liền gây phiền phức cho mình, người ta là người của Tôn phủ không thể triêu vào rồi. Phương Quý đang bận xả dao, bỗng nhiên có tiếng chó sủa vang dội trong toàn bộ thành Khê Cốc. Cậu yêu từ đâu tới vậy? Tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở phía đông thành Khê Cốc một con quái xà vẫy trắng dài đến ba trượng một đường sủa to đồng đưa cái đuôi nhỏ cửa gió bay tới chỉ thấy một thân vẫy trắng của nó không dính một hạt bụi phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời độc giác ở trên đỉnh đầu dài ra gần gấp đôi đèn nhánh tỏa sáng giống như trường thương cỡ do mà đến bên người lại có mây trắng như có như không hiển hiện theo tiếng chó sủa gian vọng khắp thành kề cốc một thân khí thế hung ác chấn nhiếp tứ phương khiến cho các linh thú do đệ tử thanh kê cốc nuôi dưỡng tại đây đã bị hù chạy tán loạn xung quanh nhất là lão hổ gặp ai cũng cười kia lúc này chỉ là cụp cái đuôi xuống nằm rạp trên mặt đất dương tài người cũng biến thành hung thú sao phương quý quay đầu lại nhìn lập tức mừng rỡ đưa tay vẫy vẫy đầu anh đề kia đã bay thật nhanh đến trước người của hắn đầu to không ngừng cọ trên đùi của hắn Phương Quý cười ha hả, cầm một cái đùi gà ném ra, dương tài liền há miệng nuốt vào. Đây, đây là dáng vẻ hung thú nên có sao? Các đệ tử thanh khê cốc ở bên cạnh thấy vậy liền ngây người. Còn có một đám càng ngốc hơn tự lẩm bẩm. Đây là dáng vẻ một con rắn nên có sao chứ? Chúc mừng Phương Quý sư đệ. Đi theo sau lưng quanh đệ tới, còn có một vị chấp sự trẻ tuổi áo bào trò. Bên người có mấy vị đệ tử ngự thú viện đi theo, hắn đạp trên mây trắng mà đến nhảy xuống mây từ phía xa xa ôm quyền đối với phương quý nói con linh thú này đã từng đi theo phương quý sư đệ trong bí cảnh lập ra đại công sau khi trở về sơn môn tông chủ liền yêu cầu chúng ta điều dưỡng nó thật tốt trợ giúp nó biến hóa đệ tử trên dưới ngự thú diện của chúng ta không dám thất lễ đưa nó đến thanh long trì trợ giúp cho nó thay máu đưa đến bạch hổ thung luyện cốt cho nó đưa đến chu tước đài trợ giúp cho nó ngưng thần đưa đến quyền vũ động trợ giúp thăng linh bây giờ may mắn không nhục mệnh rốt cục cũng đã thành công trợ giúp nó biến thành hung thú vừa dặn bồi tiếp cho phương quý sư đệ đi đến tôn phủ tiếp tục lập đại công Đà tạ đa tạ máu máu ngồi xuống uống rượu đi phương quý cảm giác được sự biến hóa trên người của anh đệ cũng cảm thấy mừng rỡ Linh thú không biết tu hành giống như tu sĩ, bởi vậy muốn tiến giai hoặc là cơ duyên xảo hợp, hoặc là cần chuyên gia trợ giúp nó tấn thăng, mà ngữ thú diện của Thái Bạch Tông lại chính là chuyên gia trong phương diện này. Trong hai tháng, đã thành công trợ giúp cho anh đệ tấn thăng. Thứ nhất, do nó đã lập công lớn. Thứ hai, chắc hẳn cũng là do tiên môn cố ý chiếu cố. Phương Quý Phương Quý Tiểu Sư Thúc vừa mới ngồi xuống lại có một vị tiểu đồng thở hồng hộc chạy tới chính là đồng tử bên người của bạch thạch trưởng lão hắn ôm một quyển sách đỏ ở trong ngực chạy tới trước mặt của phương quý thở hổn hển mây hơi liền đưa sách đỏ cho phương quý nói đây là danh mục quà tặng sư phụ ta chuẩn bị ngươi cần phải xem cho rõ ràng sư phụ nói đến tôn phủ đều phải cẩn thận đưa lễ chuẩn bị trên dưới còn bà nó nhiều như vậy à phương quý lật ra vài tờ giật nảy cả mình thái bạch tông hào phóng đến như vậy sao? Sau khi suy nghĩ một chút mới nói, những vật này không phải là đổ đầy một chiếc thuyền pháp chứ. Tiểu đồng kia lắc đầu, duỗi ba ngón tay nói, ba, ba chiếc thuyền pháp. Ừ, ta biết rồi. Sau đó đưa tay nhấn hắn ngồi xuống cái bàn bên cạnh nói, ngươi cũng uống rượu đi. Tên tiểu đồng kia lộ vẻ mặt đau khổ nói, ta mới có 10 tuổi, không không biết uống rượu phương quý khinh thường nói nói hưu nói vượng ta năm tuổi đã uống rồi không có việc gì đâu Ph phương quý sư đệ vừa mới rót rượu cho tiểu đồng kia giữa không trung liền lại nghe được có người gọi phương quý ngẩng đầu chỉ thấy người tới là một vị chấp sự chiêu nghi điện hắn đứng giữa không trung chắp tay đối với phương quý nói sứ giả của tiên môn tứ phía đều đã đến thái bạch tông của chúng ta ăn mừng tông chủ đang chào hỏi bọn hắn trước công đức điện bảo ta đến đây gọi ngươi đi qua tốt ta sẽ đi ngay phương quý vội vàng đáp ứng nhảy lên trên đám mây của vị chấp sự kia bây giờ hắn cũng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ cũng có thể điều khiển mây trắng chỉ là cơ bản bất ổn còn chưa thuần thục chỉ có thể mượn nhờ mây trắng của người khác mà sau khi hắn bước lên mây trắng vị chấp sự kia liền nhỏ giọng nói với hắn ba vị tông chủ khuyết nguyệt hàng sơn quả dân đều mang đến một kiện dị bảo ma sơn tông chủ giúp ngươi lựa chọn hai kiện đã cất kỹ rồi chờ sau khi ngươi kính rượu xong liền có thể mang theo hai kiện bảo vật kia trở về nhưng mà chớ có để lộ ra đấy tốt tốt Phương Quý nghe được thế mà thật sự có gì bảo Ma Sơn cầm về, lập tức quá đổi vui mừng. Thế là hai người đi đến công đức điện, từ phía xa xa Liên đã nhìn thấy phía trước công đức điện chính là người đông nghìn nghịch, sứ giả dạ các phương tiên môn đã đứng đầy trong quảng trường trước công đức điện. Mà đám người tông chủ Thái Bà Tông cùng với các vị trưởng lão thì đều đang tiếp đãi từng người. Chương 363 Diệu Dụng Đợi cho phân quý cùng với vị chấp sự kia nhảy xuống mây trắng liền nghe được từng tiếng chuông vang lên. Bầu không khí bốn phía trở nên nghiêm nghị hơn. Liễu Chân trưởng lão cầm quyển trục trong tay, đứng ở trước công đức điện đọc công khai. Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý ở trong bí cảnh bảo hộ đồng môn đoạt được tạo hóa tiên môn đặc biệt ban thưởng 100.000 công đức, liệt vào đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông quy về nhất mạch đạo đức điện. Hả? Liệt vào đệ tử chân truyền tiến vào đạo đức điện. Phần tuyên chiếu này vừa ra, cả người của Phương Quý nhất thời ngẩn ngơ. Dĩ chấp sự gọi phương quý đến nghe thế vội vàng quay đầu chắp tay cười nói phương quý sư đệ đã quy về nhất mạch đạo đức điện chính là đệ tử đời thứ hai của thái bạch tông chúng ta tên tuổi vĩnh viễn lưu giữ tại thái bạch tông thực sự là đáng ăn mừng rồi nói nhẹ nhàng đẩy phương quý nói nhanh sao còn không tiến lên mà hành lễ nữa phương quý mơ mơ màng màng đi về phía trước tâm tình nhất thời cảm thấy có một chút phức tạp liệt vào đệ tử chân truyền đưa về đạo đức điện đây chính là địa vị cao nhất mà đệ tử thái bạch tông có khả năng đạt đến vào thời điểm chính mình vừa mới rời khỏi bí cảnh liền đã từng hỏi tông chủ có thể cho mình phần vinh quang này hay không nhưng mà tiên môn vì để tránh họa cho hắn chẳng những không có cho ngược lại còn nhốt hắn ở tư quá nhai không nghĩ là cho tới ngày hôm nay sắp đi đến tôn phủ thì lại cho hắn đây vốn là chuyện tốt nhưng mà cũng không biết vì sao lại làm cho phương quý một mực cao hứng bừng bừng tâm tình bỗng nhiên có một chút trầm nặng lần này đi đến tôn phủ núi cao sông dài phải nhớ về sau làm việc lấy ổn thỏa làm đầu sau khi ý chỉ của tôn phủ đến thời gian phương quý ở lại thái bạch tông cũng chỉ có ba ngày đây là quy củ của tôn phủ bây giờ ba ngày thời gian đã qua phương quý nên uống rượu cũng đều đã uống nên thu hạ lễ thì cũng đã thu đầy đủ thuyền pháp đậu ở bên ngoài đạo đức điện chỉ đợi đến lúc trời vừa sáng liền sẽ khởi hành lên đường mấy người tông chủ thái bà tông tự nhiên muốn tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một phen ở trong đạo đức điện tông chủ thái bà tông ngồi trong bàn ngọc đối diện tận tình khuyên bảo phương quý những chỗ cần phải chú ý sau khi đến tôn phủ tôn phủ coi trọng tôn ti nhưng cũng tôn sùng cường giả căn cơ của ngươi không kém làm việc cũng lớn mật cho nên ngược lại không thể thổ lộ vẻ e sợ trước mặt của người khác vào thời điểm nên xuất thủ cũng nên chứng minh chính mình một phen nhưng mà tôn phủ cũng không phải là tiên môn sẽ không có ai dung túng cho người cho nên tuyệt đối không thể làm những sự tình khác người ngươi có thể triển lộ bản lĩnh khiến cho người ta tán thành ngươi nhưng phải ở mức độ không thể làm quá náo động ngài nói cái gì thế Phương Quý nghe vậy không còn gì để nói. Muốn để cho ta chứng minh bản thân lại không thể làm quá náo động hả? Ngươi dù sao cũng không phải là quyết mạch tôn phủ làm quá náo động sẽ bị người khác đố kỵ. Tông chủ Thái Bà Tông bất đắc dĩ giải thích lắc đầu nói. Thôi được rồi, nói cho ngươi những điều này ngươi cũng không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ lời của ta là được. Ở trong ba kiện dị bảo ma sơn mà ba đại tiên môn đưa tới, ta đã chọn lựa cho ngươi hai kiện ngươi cần phải đem theo trong người hiệu lực trong tôn phủ trên tay ngay cả một kiện dị bảo ma sơn cũng đều không có sao bị người ta xem thường nhưng mà ngươi có hai kiện dị bảo cũng đừng có lấy ra khoe khoang trước mặt của người khác làm người vẫn nên giấu dốt tránh để người khác nhìn ra nội tình vào thời khắc lâm nguy không có gì để sử dụng vậy ta nên để cho người khác nhìn thứ nào phương quý suy nghĩ một chút từ trong túi áo giải thô bên cạnh lấy ra hai kiện dị bảo ma sơn kia là một cái hồ lô màu đỏ một hạt châu tản ra hào quang màu tím ở phía trên hiện đầy hoa văn lớn bằng nắm đấm trẻ con lúc trước bên ngoài bí cảnh ba vị thông chủ khuyết nguyệt hàng sơn quả dân đáp ứng dùng ba kiện dị bảo ma sơn để đổi số quyết tinh thái bạch tông còn dư lại về sau ngược lại đều nói lời giữ lời đưa dị bảo đến mà tông chủ Thái Bà Tông cũng nói lời giữ lời. Ban đầu đáp ứng sau khi bán đi quyết tinh sẽ cho phương quý chỗ tốt. Bây giờ liền chọn ra hai kiện dị bảo trong ba kiện dị bảo đưa cho hắn. Hồ lô vỏ đỏ kia chính là một kiện dị bảo hệ thủy có thể rót vào nửa hồ nước rất là thần dị mà hạt châu màu tím kia thật ra là một viên hạt đào Ở trên có đạo văn hệ quả đã trải qua tế luyện có thể tế lên không trung đánh người quy lực rất tốt vẫn nên để cho người ta nhìn thấy hồ lô quả long châu có thể dùng để đánh lén vào thời điểm then chốt không thể để cho người ta thấy được thì tốt hơn tông chủ thay bà tông thấy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút nói cho phương quý một đề nghị đúng hồ lô thắt ở trên lưng khá là đẹp đẽ đấy phương quý suy nghĩ một chút đồng ý với thuyết pháp của tông chủ Thái Bạch Tông, liền thắt hồ lô giỏ đỏ bên hồng, nhìn hai bên một chút, rất là hài lòng. Mà cái viên hạch đào màu tím kia thì lại nhét vào trong ngực, vào lúc hữu dụng có thể tùy thời móc ra. Sau khi làm xong những cái thứ này, lại không nhịn được nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút hỏi. Không phải là đưa tới ba kiện dị bảo sao, còn có một kiện là gì? Đó là một cây phượt long đằng. Người cũng đừng có lại nhớ thương, ta đã cho Thái Nhi rồi. Tông chủ Thái Bà Tông thuận miệng nói Lập tức khiến cho phương quý ghé mắt Cái vị tông chủ nhà mình này Chỗ nào cũng đều tốt Chính là có đôi khi thiên vị con của mình Không có một chút che giấu nào Phương quý hoài nghi kiện dị bảo mãn cho triệu thái hợp kia Nói không chừng chính là một kiện tốt nhất Ở trong ba kiện dị bảo ma sơn Trừ cái đó ra Còn có vấn đề tu hành của ngươi Mặc dù ngươi đã đi lên con đường cầu tiên Không đạt được tài nguyên tiên đạo liền nhất định không có cách nào thành tựu kim đan nhưng mà tu hành cảnh giới trúc cơ cũng không thể chậm trễ thượng thanh quyền quyết của thái bà tông chúng ta cũng là một môn công pháp cảnh giới trúc cơ không tệ ta cũng đã viết vào trong ngọc giảng ngươi có thể lĩnh hội vào bất cứ lúc nào mà sau khi ngươi đến tôn phủ tôn phủ cũng sẽ ban thưởng cho ngươi công pháp cảnh giới trúc cơ ngươi có thể lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân để mà tu hành nha Tông chủ thái bà tông lấy ra một khối ngọc giản để trước mặt phương quý căn dặn rõ ràng. Sau đó lại nhìn phương quý chân thành nói: Bất quá chủ yếu nhất vẫn là quy nguyên bất diệt thức mà ta truyền cho ngươi. Pháp này chính là do ta đạt được từ trong thiên thư tàng quyển, cũng là pháp môn tu hành đặc ý nhất trong cả đời của ta. Ngươi cần phải siêng năng tu luyện, đợi đến sau khi thành thức đại thành, ngươi sẽ tự biết diệu dụng ở trong đó. Chương 364 Kiếm Điện Được rồi, được rồi, ta đã tu luyện ra thần thức, ở phía sau cũng không khó. Phương Quý đáp ứng chẳng hề để ý, ngược lại là sau khi Tông Chủ Thái Bà Tông giải thích việc này, sắc mặt lại chần chờ một chút, ngừng lại một chút mới nói. Trong tôn phủ, ngươi còn có một vị sư tỷ họ quách, tên gọi là quách thanh, nếu ngươi gây ra phiền toái thì... Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu cười khổ nói. Được rồi, gây phiền toái cũng đừng có đi tìm nàng. Tính tình của nàng quá cuồng bạo, đi tìm nàng nói không chừng sẽ khiến cho phiền toái càng lớn. Chỉ bất quá, có thời gian, ngươi vẫn nên đi qua gặp nàng một lần. Truyền pháp môn, quy nguyên bất diệt thức cho nàng. Trong tu hành, nếu có sự tình gì không rõ, chắc hẳn là nàng cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Chính là vị sư tỷ 10 năm không về tiên môn kia à? Phương Quý quan sát Tông Chủ Thái Bà Tông một chút, lắc đầu không nói gì thêm. Tông Chủ Thái Bà Tông nhíu mày, dường như có rất nhiều chuyện muốn giải thích, nhưng mà suy nghĩ một phen lại cảm thấy đã giải thích không sai biệt lắm. Trong lúc đang chần chờ, ở cửa ra vào đạo đức điện, truyền đến thanh âm cẩn thận từng ly từng tí qua khổ. Tông Chủ Mạc Tiên Sinh đang chờ Phương Quý Sư Đệ. À, lúc này Tông Chủ Thái Bà Tông mới phản ứng lại nhẹ gật đầu nói. Xem ra sư tôn của ngươi cũng muốn bàn giao Mau đi đi Lúc này phương quý mới đứng lên Cổng bao lớn bao nhỏ Đồ vật ra khỏi đạo đức điện Tiện tay dãy một cái Anh đề cách đó không xa liền cúi đầu khom lưng xong tới Phương quý giả khổ sư huynh Cùng nhau ngồi trên lưng của anh đề Để cho nó cử gió bay về phía sau núi vào lúc tới phía sau núi Chỉ thấy của giả trư dương Đang dẫn theo một hàng heo rừng nhỏ Ngồi sớm trong miệng núi phía sau một loạt cao thấp xen vào nhau rất có quy nghiêm dưới ánh trăng. Anh đệ nhìn thấy giả trư dương liền lập tức đáp xuống, cúi thấp đầu, nhỏ giọng kêu, không dám ngẩng đầu nhìn giả trư dương. Sợ cái gì chứ? Phương quý đập đầu anh đệ một cái, đành phải nhảy xuống từ trên lưng của anh đệ cùng gia khổ sư huynh, đi bộ tiến vào. Sau khi đi không xa, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giả trư dương đang ở trên cao nhìn xuống anh đệ, một thần khí thế hung ác, cũng không biết có phải là dạng dạy cho anh đệ cái gì hay không. Dù sao thì mỗi khi nó hư một tiếng, đầu của anh đệ liền rủ xuống một phần. Về sau đã sắp rút vào trong đất rồi. Đây là năm kiếm rưỡi phía sau của Thái Bạch Cửu Kim Ca. Ta lâm thời viết ra, ngươi ráng xem đi. Mạc Cửu Ca không ngồi trên ghế mây bên ngoài nhà cỏ, mà là ôm bình rượu nằm trên giường trong nhà cỏ. Thấy Phương Quý đi tới, cũng lười đứng dậy ra cửa, chỉ là tiện tay ném một quyển trục ra. Phương Quý tiếp ở trong tay, mở ra xem, lập tức nhếch miệng nói. Sư phụ, hình vẽ mà ngài vẽ ra cũng quá đơn giản rồi, ta sẽ không luyện sai đó chứ. Thái bạch cựu kiếm, vốn là tâm kiếm, kiếm chiêu gì đó cũng chỉ là ngẫu nhiên được tạo thành. Nếu như thiên phú của người đủ cao, không cần luyện cũng được. Thanh âm quỷ quải của mặt cửu ca truyền ra nói, Người với người khác biệt, tâm cảnh khác biệt, kiếm ý cũng khác biệt. Nguyên bản ở trong mắt của ta, ngươi đã luyện được ba kiếm đầu. Liền cũng coi như là có căn cơ kiếm đạo, phía sau có thể tự mình từ từ tìm tòi, chỉ bất quá là hiếm khi thu được một vị đồ đệ. Nếu dạy ngươi, liền dứt khoát, dạy hết bản lĩnh. Nếu như ngươi không muốn học, vậy thì giữ lại làm kỷ niệm cũng được. Phương Quý nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn thoáng qua kiếm điện hỏi, không có chỗ giải thích nào sao? Mạc Cửu Ca nghĩ nghĩ nói, vào thời điểm đi ra giúp ta đóng cửa lại thôi. Phương Quý lập tức có một chút im lặng. Tông chủ Thái Bà Tông chính là dông dài nói mãi chưa xong. Cái vị mạc lão cửu này ngay cả nói thêm một câu cũng không muốn nữa. Sự khác biệt giữa hai sư huynh đệ này cũng không tránh khỏi quá lớn. Mà chính hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có gì để nói. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khua tay nói. Đệ tử đi đây. Nói xong quay đầu đi ra khỏi nhà cỏ, thuận tay khép cửa lại một tầng dần trăng sáng treo trên bầu trời. Phương Quý đi ra mấy bước, lại quay đầu cười nói, chờ đệ tử mang rượu ngon của tôn phủ trở về thăm sư tôn. Thanh âm của mặt cũ ca một lúc sau mới dàn lên, trúc nhưỡng của bọn hắn không tệ. Nhớ rồi, Phương Quý hì hì nở nụ cười, chính mình khiên một cái túi nhỏ, A khổ sư huynh khiên một cái bao giải to. Hai người đi ra ngoài núi, vào lúc đến miệng núi, chỉ thấy giả trừ dương đã dẫn một hàng heo nhỏ nghênh ngang rời đi chỉ có một mình anh đề thành thật cuộn ở đó nhìn thấy phương quý đi tới lập tức trường tới quấn trên cổ tài của hắn trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng đây là bị mắng sao phương quý hơi kinh ngạc dỗ dỗ đầu của nó anh đề lại hừ hừ một tiếng phương quý đột nhiên cảm giác được không đúng lắm vì sao mà tiếng kêu lại thay đổi rồi đương ở phía xa xa tiếng chuông chiêu nghi điện vang lên quanh quẩn ở giữa chiêu phong thái bà tông trong màn đêm phương quý cùng gia khổ biết đây đang nói đến thời gian đã sắp đến liền bận biệu nhảy lên trên lưng quanh đề một đường cử gió đi đến công đức điện chỉ thấy lúc này mặt trời mới mọc ở phía đông ánh sáng trắng đã nổi lên trên quảng trường phía trước công đức điện đã có không ít người đứng đó chính là chư vị trưởng lão cùng với chấp sự trong tông môn còn có một đám người nhan chi thanh Hứa Nguyệt Nhi, Triệu Thái Hợp, Trương Vô Thượng đến đây đưa tiễn. Đi đến Tôn Phủ cần phải kiềm chế tâm tính, không thể lại hồ nháo đấy. Nhàn Chi Thành suy nghĩ thật lâu mới nói một câu như vậy. Về sao phải thường xuyên trở về thăm chúng ta, nếu như không rảnh ta cũng có thể đi thăm ngươi. Hứa Nguyệt Nhi xong tới ấm ức nói. Phương quý sư đệ, chuyến này ngươi đến tôn phủ, thân phận địa vị coi như là cao. Triệu Thái Hợp khoanh tay đứng cách đó không xa, hư lạnh một tiếng nói. Bất quá, ngươi cũng phải nhớ kỹ một đạo lý. Làm người mặc dù là coi trọng đạo lý ăn cơm làm việc, nhưng mà cũng phải nhìn ra cơm của ai, làm việc gì, làm người không thể ngã theo chiều gió. Ta đường đường là đại tu sĩ trúc cơ, còn cần một kẻ cảnh giới dưỡng tức nho nhỏ dạy bảo à. Phương Quý khinh bỉ nhìn thoáng qua Triệu Thái Hợp sau đó hướng ánh mắt đảo qua thật nhanh những khuôn mặt trong sân trong lòng có một chút không thoải mái nghĩ thầm là chính mình đi đến tôn phủ lấy một chút tài nguyên tiên đạo liền trở lại những người này làm sao mà lại giống như là muốn nói lời ly biệt giấy đi thôi hắn không muốn nhiều lời liền trực tiếp phất phất tay chẳng hề để ý quay người đi về hướng pháp thuyền cười nói Chờ đó, Ngọc Diện Tiểu lang Quân Phương Lão Gia Ta sau khi lăn lộn ra trò ở Tôn Phủ rồi, nhất định sẽ mang đồ tốt trở về thôi. Chương 365 Không Thấy Đệ tử tiên môn đi đến Tôn Phủ thường thường chỉ có ai kết quả, hoặc là bị người áp chế, từ đó âu sầu thất bại, hoặc là bị sự cường đại của Tôn Phủ làm cho tinh phục. Rốt cuộc, khó mà tán đồng thân phận đệ tử tiên môn của chính mình ở trên một dãy núi xa xa nào đó, hai người Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu chân trưởng lão nhìn thuyền pháp ở trước công đức điện chậm rãi bay lên không trung, đi thẳng về hướng nam. Trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Liễu chân trưởng lão nhíu mày lại, lại là không nhìn được thở dài. cái tên Tiểu Quỷ này tại Thái Bạch Tông của chúng ta trên cơ bản cũng xem như là một kẻ không có lợi không dậy sớm. thêm tuổi của hắn còn nhỏ, không hiểu sự tình gì khả năng bị tôn phủ khuất phục là rất lớn. Vì sao mà tông chủ lại cơ hồ rút sạch sẽ vốn liếng của Thái Bà Tông cho hắn? Chẳng lẽ không sợ dùng rổ trúc để mà múc nước sao chứ? Mặc dù mỗi một vị đệ tử tiên môn tiến vào tôn phủ, tiên môn ở sau lưng đều sẽ giống trống khu chiên, cho đó là dinh quang, còn mượn nhờ thân phận của vị đệ tử này, chuẩn bị nhiều quà tặng để cho đệ tử mang đến tôn phủ tặng lễ cho quý nhân. Nhưng Thái Bạch Tông lại vào trước khi vương quý lên đường, trước tiên ban cho danh hiệu đệ tử chân truyền, lại giao cho truyền thừa trong môn, ngược lại còn muốn bỏ ra nhiều công sức hơn so với bộ dưỡng đệ tử chân truyền nhà mình, lại làm cho hắn có một chút không hiểu. vào tôn phủ, liền tương đương là người của tôn phủ, tông chủ cần phải làm đến bước này sao chứ? Nguyên bản, ta cũng có một chút không hiểu. Bạch Thạch trưởng lão nghe liễu chân trưởng lão nói, lại cười lên một tiếng nhưng mà về sao ta hỏi qua tông chủ ngược lại là yên tâm liễu chân trưởng lão cảm thấy nào nào hỏi tông chủ nói thế nào bạch thạch trưởng lão cười nói hắn đã học qua nguyên nguyên bất diệt thức của tông chủ bởi vậy tông chủ đã từng mượn nhờ thần thức nhìn thấy chấp niệm trong đáy lòng của hắn bắt đầu từ khi đó tông chủ liền yên tâm tên tiểu quỷ này vô luận trong tương lai chạy đến đâu đều nhất định sẽ trở về một nhóm ba người liền như thế bước lên con đường tiến về tôn phủ phương quý dù sao cũng còn nhỏ tuổi sợ hắn xử sự không thích đáng thấy là tiên môn liền sai kiến hai vị chấp sự lão luyện thành thục hộ tống hắn đến tôn phủ phía trước là một chiếc pháp thuyền có quy mô rộng lớn khí thế cũng rộng lớn phía sau thì là hai chiếc thuyền pháp nhỏ hơn một chút chứa ở phía trên đều là đồ vật chuẩn bị sau khi đến tôn phủ tặng lễ cho quý nhân. Thuyền pháp ầm ầm phá vỡ tầng tầng mây trắng bay thẳng về phương xa. Nói đúng ra, kỳ thật cũng chỉ là tiên môn xuất hành quy mô phổ thông mà thôi. Nhưng phương quý lại là lần đầu tiên trải nghiệm, hắn khoanh tài ngồi trên thuyền pháp ở phía trước, đón cuồng phong đập vào mặt, cảm thấy vô cùng phong quang. Khí phái đến cực điểm, trong lòng thầm nghĩ, lúc này Mới được bao lâu, phương quý đại gia ta trong thôn, ngay cả con gà cũng đều không kịp ăn. Bây giờ cũng đã trở thành nhân vật phong quan trong tiên môn. Vừa đi ra khỏi cửa cũng đều mang theo ba chiếc thuyền pháp lớn nha. Phần đắc ý ở trong lòng, không biết nên nói cho ai nghe, thế là hắn liền dùng tay lên nói. Quay đầu, trước tiên đi đến một chỗ đã. Hai vị chấp sự trong thuyền pháp không rõ ràng cho lắm, bận biểu đi ra nhắc nhở không nhanh chóng lên đường lúc này muốn chạy đi nơi nào nữa phương quý cười nói tự ta có sự an bài không chậm trễ bao nhiêu thời gian tu vi có hai vị chấp sự cũng đều là trúc cơ lại là bởi vì bọn hắn làm việc ổn trọng mới được phái đi ra ở trước mặt của phương quý bây giờ mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút nhưng mà cũng không có quy nghiêm như đám người của bạch thạch trưởng lão không dám quản giáo phương quý thấy hắn trong lòng muốn đi đường vòng cũng chỉ có thể phân phó người thay đổi phương hướng đi về một nơi nào đó ở hương đồng trong lòng cũng có một chút hiếu kỳ không biết phương quý muốn đi đâu đi trên đoạn đường này lại dần dần đi lệch tiên môn sở quốc phần lớn là quay chung quanh ma sơn mà thiết kế sơn môn bởi vậy khoảng cách càng xa ma sơn tiên môn càng ít đổi như giới tu hành mà nói cũng liền tương đương với càng vắng vẻ phần lớn là một chút quận trấn thôn sớm bình thường, rất ít khi nhìn thấy người tu hành. Từ phía xa xa nhìn thấy thuyền pháp bay qua giữa không trung. Ở phía dưới liền có không biết bao nhiêu phàm phu thôn nhân kích động đến mức quỳ xuống lễ bái. Lần quay đầu này, Phương Quý chính là đi đến thôn Ngưu Đầu. Bây giờ đúng là thời điểm mình phong quan đắc ý nhất, không đi đến thôn Ngưu Đầu dạo một vòng thì sao được chứ? Nghĩ đến chính mình rời đi lâu như vậy, đám nghèo kiết hủ lậu thôn ngưu đầu kia hẳn là cũng quay về rồi chứ trong lòng ôm ý nghĩ này trong lòng của hắn càng kích động không ngừng thúc đẩy người điều khiển thuyền pháp tăng tốc lúc trước hắn từ thôn ngưu đầu chạy đến thái bà tông hơn một nghìn dặm đường phải dùng hơn một tháng thời gian nhưng bây giờ cởi trên thuyền pháp lại nhanh như điện chớp bất quá chỉ mấy canh giờ đã đi tới trên h phong sơn phương quý gấp đến độ không chờ được chạy ra đầu thuyền cúi đầu nhìn xuống. Hai vị chấp sự ở trên đoạn đường này biết rằng hắn muốn trở về thôn làng trước đó hắn sinh sống, thấy thế liền không nhìn được cười. Đã từng thấy người áo gấm về quê, ngược lại là chưa thấy ai gấp gáp như vậy. Nhưng mà nếu biết tâm tư của phương quý, bọn hắn cũng không nóng nảy. Người tu hành cuối cùng cũng không thể ngoại lệ, lại thêm tuổi tác của phương quý vốn còn nhỏ, bây giờ phong quang, muốn khoe khoang một chút ở trước mặt người cố hương ngược lại là một kiện sự tình có thể lý giải. Thế là bọn hắn cũng buông lỏng tâm tư, cũng có thể hiếu kỳ thôn nhà ai có thể nuôi ra bực người cơ linh như thế này chứ. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là theo thuyền pháp tiếp tục hướng về phía trước, sắc mặt của phương quý bỗng nhiên thay đổi. Phương quý sư đệ còn chưa tới sao? Đang bay giữa không trung, phương quý bỗng nhiên để cho thuyền pháp ngừng lại, hai mắt nhìn chầm chầm vào phía dưới hai vị lão chấp sự cũng nhìn xuống phía dưới một chút liền có một chút hồ nghi hỏi một câu sau đó bọn hắn liền thấy phương quý ngơ ngác nói đến rồi nhưng mà thôn thôn không không thấy cái gì hai vị chấp sự lập tức bị câu trả lời của phương quý làm cho kinh ngạc không thấy thôn à hai người bọn hắn nhìn qua phương quý tràn đầy trong mắt đều là vẻ khó có thể lý giải khuôn mặt của phương quý chợt đỏ bừng chỉ vào trong ngọn núi ở phía dưới đúng thế không giống với trước kia trong lòng của hắn lúc này cũng tràn đầy nghi hoặc để cho thuyền pháp dừng giữa không trung cơ hồ là quét mắt nhìn cây cối ở bên dưới mấy lần nhưng mà lại không thể tin được cặp mắt của mình vị trí thôn ngưu đầu hắn chính là có nhắm mắt lại cũng có thể tìm được nhưng mà bây giờ thuyền pháp đi tới đi lui mấy chuyến rõ ràng đã đi đến trên không thôn ngưu đầu nhưng mà nhìn xuống phía dưới cũng không nhìn thấy nhà có ống khói quen thuộc ở trong thôn ngưu đầu chỉ có một mảnh cổ thụ chọc trời cùng với cỏ quan um tùm không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm trải rộng tại vị trí của thôn ngưu đầu chương ba trăm sáu mươi sáu đám khốn nạn Tho, thôn đâu trong lòng của phương quý sinh ra một loại cảm giác cổ quái không cách nào hình dung thậm chí có một chút khủng hoảng sau khi loạn chuyển dài dòng giữa không trung hắn trực tiếp để cho thuyền pháp hạ xuống phi thần đồn kiếm đi tới vị trí thôn ngưu đầu bây giờ ở phía dưới nhìn lại loại cảm giác quái dị trong lòng kia càng sâu nơi xa chỗ gần thấy núi hướng đi đều rất quen thuộc đối với phương quý từ nhỏ đã nhìn vào trong mắt Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác vị trí nên thuộc về thôn ngưu đầu chỉ có một đám mảnh rừng núi hoang dã dạ. hắn đứng ở vị trí của thôn ngưu đầu nhớ kỹ nơi này nên có cái câu say trước kia là qua quả phụ chính là thích ngồi ở trên cái cố xây này dứt mỹ nhãn nhìn nam nhân lui tới ở cửa thôn nhưng mà bây giờ qua quả phụ không có ngay cả cố xây cũng không có phương quý sư đệ ngươi xác định là người lớn lên ở chỗ này à hai vị lão chấp sự đi ra khỏi thuyền pháp nhìn trái nhìn phải cũng đều tràn đầy sự kinh ngạc trong ánh mắt nhìn về phía phương quý dù sao cũng hơi hồ nghi bọn hắn thật sự không tin sẽ có người ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra. Nhưng mấu chốt là ở chỗ, nếu như mảnh địa phương mà Phương Quý nói là nên có một mảnh thôn xóm này, quả thật chỉ là một mảnh rừng núi quan dã. Cái dáng vẻ này cũng đều không giống như là thôn quan phế, bởi vì cây cối cỏ dại mọc ở nơi này đều giống với những nơi quan dã khác. Tuyệt đối không phải là mọc ra trong thời gian ngắn, sợ là đã trăm ngàn năm cũng chưa hề thay đổi nhất là một vị chấp sự trong đó nhìn bộ dáng quan mang lo sợ của phương quý đang đứng ở vị trí lúc đầu của thôn càng là khẽ nhíu mày đột nhiên tế lên mấy đào ngọc phù đánh ra chung quanh không bao lâu ngọc phù bay trở về trong tay của hắn sau đó lông mày của hắn liền càng nhíu lại nói không có bất kỳ trận thế gì lưu lại chỉ có thể nói nơi này vốn chính là một mảnh núi hoang kể từ đó bọn hắn liền đều có một chút không hiểu nhìn về hướng phương quý nếu như nơi này trước đó thật sự có một cái thôn, như vậy vô luận là có cao nhân dọn cái thôn kia đi, sau đó bố trí lại nơi này thành cái bộ dáng núi rừng quan dã hoặc là cái thôn trước kia, vốn chính là do trận thế quyển qua ra. Tất nhiên, đều sẽ có một ít trận ý lưu lại, tối thiểu là linh khí lưu động chung quanh, cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn, nhưng mà kết quả bọn hắn dò xét lại không có. Điều này chỉ có thể nói rõ, cái thôn mà Phương Quý nói kia không tồn tại. Lúc này Phương Quý cũng không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của hai người bọn hắn Chỉ là ngây ngốc đứng vị trí thôn ban đầu Hắn quay đầu nhìn chung quanh Chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ chung quanh đều quá chân thật Chân thực đến mức ngay cả hắn cũng không sinh ra một chút lòng hoài nghi nào Nhưng mà nếu như một màn trước mắt này là chân thật Vậy thì cái thôn ngu đầu ở đâu? Chính mình thế mà sinh sống từ nhỏ đến lớn tại thôn ngu đầu Mỗi một ngọn cây cọng cỏ cũng đều rất quen thuộc cho tới bây giờ Cửa chính cùng với nhà bếp của mỗi một nhà Chính mình cũng biết ở nơi nào Chính mình thậm chí có thể nói ra Có thể trộm gà của dương gia lão thái từ nơi nào Từ nơi nào có thể tiến vào hậu diện qua quả phụ xem nàng tắm rửa Thế nhưng mà trong đầu càng nhớ kỹ càng nhớ rõ ràng Những gì mà thấy trước mắt liền trở thành quan đường Nơi này căn bản không có thôn ngưu đầu Vậy nói rõ ở trong trí nhớ của mình trước đó đều là giả sao? Hắn trầm chú, nhíu lông mày lại, vừa tức vừa ngột ngạt, còn có một chút bối rối. Lúc này, nhìn bộ dáng của hắn, hai vị chấp sự quay đầu lại nhìn nhau, đều không mở miệng nói chuyện, chỉ là suy nghĩ, chuyện này quá mức ly kỳ, vị đệ tử chân truyền nhà mình này đến tột cùng thật sự điên rồi, hay là có chuyện gì không muốn để cho bọn hắn biết. Hứ, ta cũng không tin. Phương Quý đi vòng do hai vòng tại nguyên một chỗ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi về phía trước. Hắn tin tưởng thôn ngưu đầu nhất định sẽ ở một chỗ này, nhất định có thể tìm đồ vật mà chính mình quen thuộc. Trái tim kìm nén, hắn đi vòng quanh trong núi rừng. Không lâu sau, hắn liền đã đi khắp nơi hẻo lánh trong thôn lúc đầu, dựa vào trí nhớ của hắn. Chính mình, hắn là đi từ đầu đông thôn cho tới đầu tây thôn, thấy nhưng mà bây giờ hoàn toàn không có giới tích của thôn. Cho nên cũng chỉ nhìn thấy hắn đi loạn trong rừng mà thôi. Hai vị lão chấp sự nhìn cái bộ dáng này của hắn đã không biết nên nói cái gì. Mà Phương Quý dạo qua một dòng, đồng dạng cũng cảm thấy mờ mịt. Hắn không tìm được giới tích của thôn, thậm chí là hai đầu thôn trước kia. Đường nhỏ bị thôn nhân dẫm ra cũng đều không có. Hết thảy dấu hiệu đều biểu lộ nơi này căn bản chính là núi quan trăm ngàn năm căn bản cũng không có khả năng tồn tại qua một cái gì gọi là thôn ngưu đầu mà thôn ngưu đầu không tồn tại vậy thì lão thôn trưởng hoa quả phụ hồng bảo nhi phương quý sư đệ nên khởi hành thôi chớ có trễ nãi tôn phủ điểm danh đấy hai vị lão chấp sự bên cạnh nhìn nửa ngày rốt cục vẫn liếc nhìn nhau hắn giọng nhắc nhở phương quý phương quý đáp ứng trong lòng vẫn có một chút không cam lòng còn đi từ từ ở trong núi rừng cảm thấy tâm loạn như ma hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà cũng đúng vào lúc này ở trong đầu của hắn đã trống rỗng hai mắt đột nhiên tỏa sáng hắn giống như là bị điện giật đánh một cái nhanh chóng nhảy về phía trước hai bước đi tới trước một cái cây chỉ thấy đó là một cây què lớn chung quanh cỏ quan um tùm không có gì khác biệt với những cây cối khác nhưng trên cây què lớn này lại thiếu đi một khối vỏ cây giống như là bị người ta lột lưu lại một cái sẹo hoàn chỉnh thời gian lột đi cũng không lâu vết sẹo này còn lộ ra có vẻ rất tươi mới phương quý liền lập tức kích động chính mình lúc trước khi thời điểm rời thôn ở trên cây què lớn tại cửa thôn khắc xuống sự tình chính mình muốn đi đến thái bạch tông tu hành để mà tránh thần tiên lão gia gia trong tương lai không tìm thấy chính mình cây què lớn kia chính là gốc cây trước mắt này chữ giết chính mình khắc xuống ở trên cây đã bị người lột lưu lại vết sẹo này à? Thôn ngưu đầu là có. Phương quý bỗng nhiên cười phá lên, đã tìm được cái què ở đầu thôn, vậy thì thôn còn có thể giả sao? Còn bà nó, cái đám khốn nạn này, dọa cho phương lão gia ta sợ giật nảy cả mình. Hắn nhìn cái què lớn kia, biểu lộ trên mặt, dần dần trở nên buông lỏng cười mắng. Vì tránh phương lão gia ta, các ngươi chạy trốn thì cũng thôi đi, lại còn dọn hết cả thôn đi nữa nghĩ hay lắm, phương lão gia ta há lại dễ dàng bị các ngươi bỏ rơi như vậy chứ. Được rồi, chờ ta học tốt được đại bản sự, coi như các ngươi có trốn ở trong ổ chuột, ta cũng phải móc từng người các ngươi ra thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 47 Trọng luyện cửu thiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.